Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm khẩn trương nghiêm túc, chiều hôm qua kỳ họp lần thứ 10, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã bế mạc và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Tại phiên bế mạc kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã biểu quyết thông qua 35 nghị quyết liên quan đến các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023, chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, các danh mục dự án cần thu hồi đất, bảng giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất, định mức phân bổ thu chi, quy định mức học phí, mức chi chế độ chính sách, chi phí hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, nghị quyết quy phạm pháp luật, chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh và nghị quyết về công tác nhân sự. Đây là những nghị quyết đặc biệt quan trọng sau khi được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua sẽ là cơ sở và căn cứ pháp lý cho tỉnh, các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện thời gian tới. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Đồng thời nhấn mạnh, kỳ họp lần này với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, đặc biệt trong phiên chất vấn, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, chất vấn đi vào những vấn đề mà cử tri, nhân dân và các địa phương quan tâm. Việc trả lời chất vấn của các cơ quan nhà nước cơ bản đúng trọng tâm, giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu nêu, đồng thời nghiêm túc nhận trách nhiệm về những mặt còn hạn chế tồn tại của từng ngành, từng lĩnh vực để đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương và cơ quan đơn vị liên quan cần tiếp tục chủ động linh hoạt, nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm, tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương, công điện, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng hiệu quả giải quyết công việc, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp kinh tế xã hội trong năm 2023 theo các nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, của Hội đồng Nhân dân tỉnh với quyết tâm chính trị và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023. Thứ hai, rà soát, đánh giá thật kỹ kết quả thực hiện từng chỉ tiêu mà nghị quyết trong năm 2023 đã đề ra, từ đó chỉ đạo và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cho từng việc, từng nhiệm vụ để chúng ta khắc phục ngay các chỉ tiêu đạt thấp. Tập trung triển khai kết luận hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ khóa 11 và các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh với một cái tinh thần hãy sức quyết liệt, khẩn trương hơn, thực hiện hiệu quả các cái biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước và thực hiện tốt cái công tác điều hành chi ngân sách hiệu quả, đúng nguyên tắc, đúng quy định. Và tôi cũng đề nghị xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2023. Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các cái đồ án quy hoạch để làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công và các cái dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước với một cái quyết tâm quyết liệt đồng bộ các cái giải pháp đầu tư để chúng ta triển khai thực hiện các cái dự án trên địa bàn, có giải pháp phương án xử lý dứt điểm các cái vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hồ sơ thủ tục liên quan tới đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, nhất là các công trình trọng điểm và công trình thực hiện cái vốn ngân sách nhà nước, thực hiện đồng bộ các cái giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, cho doanh nghiệp trong cái sản xuất kinh doanh trên địa bàn cả tỉnh, tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch, triển khai thực hiện đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn để Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng là điểm đến, là điểm hẹn của du khách, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, thực hiện đầy đủ kịp thời, hiệu quả chính sách người có công với cách mạng, chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách an sinh xã hội khác. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Đức Quận nhấn mạnh, năm 2023 với chủ đề quyết liệt, đồng bộ, đột phá, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11.
là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2020-2025. Trong bối cảnh dự báo tình hình có những cơ hội thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2023 là hết sức nặng nề. Vì vậy, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cần phải tiếp tục đoàn kết, nỗ lực với quyết tâm chính trị cao hơn nữa để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2023, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển toàn diện.